Xin chào tất cả các bác nhé. Shop hàng Nhật bãi giá rẻ Thái Nguyên lại tiếp tục lên cho bác vài mẫu, xả luôn bếp từ các bác nhé. Xả bếp từ cho các bác này. Đây. Đấy, vẫn Zalo 0978481143 các bác nhé. Đây, hôm nay còn sót kho mấy cái mẫu bếp vừa âm vừa dương. Tâm sự thật với các bác là cái mẫu này hơi ế. Với cả nó cũng phải lau chùi nhiều nên nhà em cũng lười. Thế nên là hôm nay lại bán mù cho các bác nhé. Lại tiếp tục bán mù cho các bác này. Hôm nay chỉ còn có 5 con thôi. 5 con xả nốt. Siêu rẻ luôn. Cái con này thì có cả dây kèm luôn các bác nhé. Con này thì con nào cũng có dây sẵn rồi nên các bác về các bác không phải nối dây như mấy cái loại xả mù lần trước nữa. Bọn này thì có dây hết rồi này. Đấy. Đấy, về các bác vệ sinh thêm thôi. Xung quanh nó là inox ấy. Đấy, mặt inox. Với cái chỗ bẩn này, dỉ sét này, nó về các bác tẩy rửa được nhá các bác nhá. Bởi vì nó là inox mà. Nó không phải sắt các bác. Đây, đằng sau. Rất là đẹp. Bọn này thì con này công suất 1400 này. Con này được công suất 1400, sản xuất 27 này. Đấy, nó vẫn còn rất là bẩn nhưng mà đại khái nó vẫn khá là đẹp. Đấy, như con đầu tiên của Isis Yohama này. Tất cả đều là mù nguyên bản nhá, không sửa chữa gì các bác nhá. Nguyên bản này, không sửa chữa này. Chưa test tiếc gì luôn. Chưa test điện. Thế nên là em bán mù cho các bác xả luôn. Mấy cái mẫu này nó gọi là còn ế thì em xả luôn cho các bác đấy. Đấy. Với cả nó cũng khá là khó lau chùi, thế nên là về cho các bác tự xử nhá. Mã đầu tiên là mã mù 1 nhá. Mù 1. Để cho các bác giá là 100. Cái này có dây sẵn rồi. Nhưng em vẫn để giá bằng cái giá mù của bọn bọn công suất 1300-1400 ấy. Đấy, vẫn bằng giá bọn lần trước. Chỉ có 150.000 thôi. Quá rẻ luôn các bác ạ. Có kèm dây rồi. Đấy. Con này vừa đặt âm vừa đặt dương được các bác ạ. Đấy. Nó hơi dày thôi. So với hình thức thì nó không đẹp bằng mấy con kia. Nhưng nó lại có kèm dây nên về mình đỡ phải mất cái công nối dây này. Đấy. Mã mù 1 150.000 các bác nhá. Đấy. Rất là đẹp luôn, mặt đều là mặt men kính. Đều cao tần, con này là công suất 1400, nói chung bọn này sẽ, những cái bọn này sẽ dao động vào công suất 1300-1400 các bác nhá. Nó cũng xem nhau thôi. Đấy, em chỉ còn sót lại có 5 con thôi, em xả nốt. Đây, một con SNK. Đây, con này mùa 2. Mùa 2, 150k. Đấy. Quá rẻ luôn. Các bác nhanh vào săn không hết. Những cái mẫu bán mù này bán rất là chạy luôn đấy các bác ạ. Các bác cơ bản nhà em bán xả rén, các bác mua về kể cả mà nó có chết hay không thì các bác mua về có đi sửa cũng chỉ mất hơn 50 thôi. Thế đã dùng ngon rồi, thế là nếu mà tính như thế thì một cái chỉ rơi khoảng độ tầm 200.000 thôi, quá rẻ luôn. Làm sao mua được một con bếp từ 200.000 được đúng không các bác? Đấy, mà đây là em xả mù đấy nhá. Đây là không biết sống chết như thế nào. Chưa tép, có những con thì lại hoạt động bình thường. Đấy là do các bác may mắn để các bác được cái con ngon. Đỡ phải sửa. Đỡ phải chỉnh sửa đúng không? Đấy, con này 1.300 này. Đằng sau vẫn rất là đẹp các bác nhá. Đấy. Con này đặt âm đặt dương đều ok. Công suất là 1.300. Của SNK. Tiếp theo của một con Hetech. Mã này là mã mù 3. Đấy, các bác cứ nhắn tin số điện thoại Zalo cho em nhé. Mù 3. Hôm nay là giá 150k thôi. Đấy. Tất cả đều nguyên bản nhé. Nguyên bản các bác nhá. Đây, con này hơi nặng. Đấy, con này là công suất 1.300 này. Tất cả đều sử dụng điện 100V các bác nhá. Hàng Nhật của nhà em bán đều sử dụng điện 100V đấy.
đều sử dụng điện 100V. Lưu ý cho các bác như vậy. Đấy, màu bạc. Nói chung là vẫn còn rất là đẹp, các bác yên tâm. Về chỉ vệ sinh thêm cái mặt thôi. Đằng sau thì nó bằng nhựa rồi thì nó cũng ok, nó cũng dễ vệ sinh thôi. Màu 4. Đấy, mỗi ngày là cứ vào kho xong nhập được cái con nào chỉ được vài con thôi, chứ không làm được nhiều các bác ạ. Cơ bản là còn phải đóng hàng nữa. Mà nhà em đợt này đang vào mùa điều hòa nên nhà em chuyên bán điều hòa thôi. Nếu mà các bác có nhu cầu mua điều hòa thì liên hệ nhà em nhé. Đấy, màu 4 này. Con này là công suất, con này công suất 1400 này, 1300, 1400 như nhau. Thế các bác không cần phải đắn đo là con 1300 hay con 1400, bởi vì hai cái 1300, 1400 là nó tương xem nhau các bác nhé. Nó cũng như nhau thôi nên các bác không phải suy nghĩ về cái khoản 1300 hay là 1400. Cứ đòi 1400 nhưng mà 1300 coi như con rất là đẹp. Nó chạy nó cũng như thế. Rồi, tiếp theo là con duy nhất này. Con này là con mồ 5 này. Đấy, còn mỗi một con thôi. Mồ 5. 150k. Các bác cứ hỏi em bao giờ like, em cũng không biết bao giờ em like chứ. Cơ bản là cứ hôm nào vào kho lấy được ít hàng thì làm thôi. Chứ còn không biết bao giờ lên mình like cố định cả. Cứ tiện lúc nào thì làm lên video cho các bác đấy. Con này công suất 1300 này. Điện 100V này. SNK Sanaki đấy. Đó, mặt đen tính rất là đẹp luôn. Chỉ có 150.000 thôi, làm sao mà mua được ở đâu cái bếp như thế này các bác. Đủ dây nhá, không có thiếu thốn gì hết. Đủ dây này. À đây, có một cái con này mà tâm sự thật là cũng bán rồi, nhưng mà đến lúc test lại cho khách thì em lại cắm nó nhầm điện. Con này chắc là nhiều bác hỏi em rồi. Mẹ em bán nó rồi, bác kia bác chuyển đủ tiền rồi đấy. Nhưng mà em cắm nhầm điện nên cuối cùng bác lại đổi sang Pana. Bù cho bác cái con Pana. Bởi vì là cái con này em làm cắm nhầm điện. Đấy, con này em đã test vào một cái video mã N10 đấy. Nhưng con này em cắm nhầm điện. Thế nên là nó bị chập rồi. Bây giờ các bác nào các bác về sửa, đem sửa đi. Thì là dùng ok này. Nhưng con này giờ em xả nhá. Xả không dây. Về các bác tự nối dây nhá. Đây. Dây là sao? Đấy, về đa phần là các bác có sử dụng rồi thì các bác sẽ biết. Con này thì là em nói rõ là em cắm nhầm điện. Đây. Ghi vào đây là cắm nhầm điện. Em cắm nhầm điện 220 vào đây. Thế là mất toi. Con này em đang bán 800.000 mà em cắm nhầm điện rồi. Hình thức vẫn rất là đẹp. Nhà bác nào mà có cái mẫu như thế này, hoặc là bác thợ nào có mẫu như thế này về cần cái mặt kính thì lấy về cũng được. Con này là 200k, về các bác sửa vẫn ok các bác nhé. Thường thì cái bệnh cắm nhầm điện này có thể là sửa được đấy. Đấy, em thì cơ bản là nhà thì không có người sửa. Tất cả hàng là hàng nguyên zin ấy. Nhà em cũng không có người mở ra, cũng không mở ra đem sửa được. Thế nên là em xả luôn. Cắm nhầm điện 200k. Đấy, không có dây các bác nhá, không kèm dây đâu. Đấy, con này thì đẹp long lanh rồi. Mỗi cái này bị cắm nhầm điện nên các bác nào. Đây này. Dân rất là đẹp nhưng bị cắm mất nhầm điện. Đấy, các bác nào thích thì các bác có thể cầm mang về sửa các bác nhé. Chắc hôm nay em chỉ lên video này thôi. Có gì các bác ủng hộ em nhé, số Zalo đây. 0978481143. 0961519123, ok các bác nhá. Rồi em xin tắt like đây. Chào các bác, chúc các bác một ngày vui vẻ.